ở nơi này, đó chính là thác Phú Cường, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, thành phố Pleiku. Ê, cái cầu vòng kia, cầu vòng kia. Người ta nói gặp cầu vòng là gặp rất là nhiều may mắn. Vậy ai muốn may mắn thì cứ tới đây tham quan sẽ gặp được cầu vòng. Những cái hơi nước, những cái bọt đó bay lên á, rất là hùng vĩ. Trời ơi, một cảnh tượng mà lần đầu tiên Phạm Huy thấy luôn. Cái độ cao của nó là 45m. Phạm Huy bây giờ chỉ muốn là lột đồ, lột đồ bay xuống dưới đây tắm thôi. Cái con này tên là con Nhương, là nó bám ở xung quanh cái đá, rồi mình học cho mình bắt nó về ăn. Các bạn có thể ngửi được cái mùi, gọi là cái mùi sao ta, cái mùi thiên nhiên. Follow me mà bây giờ không biết đi đường nào. À, đây là những bậc thang đi xuống bằng sắt. Thì ngày xưa mày theo Huy được biết là ở đây là cái đường đi nó không có dễ vậy đâu. Nó là những bậc thang bằng đá rất là gồ ghề và người ta đi rất là lo sợ. Nhưng bây giờ thì yên tâm rồi, bởi vì đây bằng sắt đi rất là chắc chắn, không cần dịnh luôn. Đó. Trời ơi, nước nó tạt vô mặt nữa chứ. Follow me. Hey. Trời ơi, đi tới đây á, nước nó tạt xuống, giang ướt tùm lum hết trơn luôn. Ê, ở đây á, do nước nó tạt xuống cho nên cầu thang sắt á, nó sẽ rất là trơn. Bởi vì vậy các bạn phải đi chậm chậm thôi. Mà tay phải dịnh vô cái thành vậy nè cho nó chắc ăn. Đó, rất là đẹp không anh? Em nói em tạo dáng chụp hình rồi, có đẹp không? Ê, wow, ở bên kia là cũng có một cái thác nữa kìa. Cái này chỉ là một cái thác nhỏ thôi, bên kia mới là cái thác chính kìa. Mọi người biết không, hiện tại thì thác Phú Cường này á, lúc trước là có mở cửa thoải mái cho tất cả người dân người ta vào tham quan, nhưng mà phải mua vé qua cổng là hình như là 15 ngàn một vé. Nhưng mà hiện tại thời điểm này thì đang bị đóng cửa bởi vì đang phải sửa chữa rất là nhiều thứ, thậm chí là trồng thêm hoa đó. Các bạn thấy không, leo queo dài bông dài bình bông về bông giấy à, chưa có làm xong cho nên là hiện tại đang bị đóng cửa. Mà cũng may là hồi nãy Huy dùng cái Mỹ Nam Kế của mình đó, lén lén xin với anh bảo vệ cho vô để quay về cái thác này đó. Phía sau Huy là một cái thác, nó có ý cái cầu vòng kia. Người ta nói gặp cầu vòng là gặp rất là nhiều may mắn. Vậy ai muốn may mắn thì cứ tới đây tham quan sẽ gặp được cầu vòng. Và các bạn thấy không, đó, từ trên cao thì là cao kia có cái chữ thác Phú Cường Gia Lai, bên cạnh là thác đó, như là một tấm vải lụa trắng phất phơ bay từ trên cao bay xuống. Hình như cái độ cao của nó là 45m. Đó, và ở dưới thì lúc nào á, do là thác từ trên cao nó đổ xuống dữ quá cho nên là nó bốc cái hơi lên, thậm chí là những cái bọt nước nó văng lên một màu trắng nhẹ là với mặt đất. Bên cạnh là cái cầu vòng đó, cầu vòng kìa lúc nào cũng xuất hiện, bởi vậy nó mới tạo nên một cái vẻ đẹp rất là hoang sơ, rất là không có nhân tạo. follow me mà bây giờ không biết đi đường nào. Đi đường này. Mọi người ơi, thiệt sự thì trời ơi, đây là lần đầu tiên mà Phạm Huy gặp trực tiếp một cái thác ở ngoài. Và cảm nhận của Phạm Huy lúc này là rất là tuyệt vời. Bởi vì đây, mặc dù là hơi nắng một chút xíu và cái quãng đường đi từ thành phố ra ngoài cái thác này hơi xa một chút xíu, nhưng mà ra tới đây rồi thì cảm thấy là không hề hối hận, tại vì nó quá đẹp. Đây, phía sau là thác, nhìn xuống, trời ơi, nước màu xanh ngọc. Đó, và nhìn cái kiểu mà thác từ trên cao nó đổ xuống với nước, những cái hơi nước, những cái bọt nó bay lên á, rất là hùng vĩ. Trời ơi, một cảnh tượng mà lần đầu tiên Phạm Huy thấy luôn. Mọi người có thấy không, ở bên bờ bên kia có một cái đồi cỏ, rồi xong rồi điểm những cái bông hoa màu tím không biết là hoa gì. Mà đặc biệt, trời ơi, thích cái cầu vòng dữ quá. Cầu vòng nó bọc lên, trời ơi. Bởi vì tạo nên một cái khung cảnh rất là giống như là tuổi thần tiên. Cái mộng mơ rồi vậy đó, nói chung là đẹp dữ quá. Trời ơi, không có một cái ngôn từ nào có thể diễn tả được cái vẻ đẹp ở nơi này. Quá đẹp mọi người ơi. Bây giờ thiệt sự là Phạm Huy bây giờ chỉ muốn là lột đồ bay xuống dưới đây tắm thôi, nhưng mà chụp hình trước đã. Đây, ở cái góc này chụp lên thì trời ơi, quá là tuyệt vời. Đây,
Trời ơi quá đẹp đúng không tất cả mọi người ơi, thích quá thích quá. Bây giờ Phạm ơi xin được nhắc lại cái địa chỉ ở nơi này, đó chính là thác Phú Cường, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, thành phố Pleiku. Và chúng ta sẽ đi đường 25 từ thành phố vào trong này, cũng không có xa lắm đâu, gọn dữ lắm. Bây giờ mình làm sao có thể được đi xuống dưới kia để mình rửa mặt á, tại vì nhìn nước ở đây nó màu xanh thích quá à. Bây giờ kiếm cách nào mình đi xuống dưới được không? Ý, có người đi được là mình sẽ đi được. Đi. Wow, quá đã. Nước rất là mát. Ủa, chị cho em hỏi là chị đang làm gì hả? Con Nhương hả? Con Nhương hả? Cái con này tên là con Nhương. Là nó bám ở xung quanh cái đá. Rồi mình học cho mình bắt nó về ăn. Wow, trời ơi trời. Giờ mới biết nè. Chị cho em mượn nha, một bát này em trả lại cho chị nha. Đây này, đây nè. Đây, đây được gọi là con Nhương. Nó sống bám vào trong cái vách đá. Và mấy người ở đây thì người ta họ bắt con này về để mà nấu ăn. Ôi cái con này có thịt thà gì đâu mà ăn. Rồi ăn như thế nào? Trời ơi Phạm Huy tò mò quá à. Thôi bây giờ xuống trả lại cho chị. Rồi lần đầu tiên thấy cái con này luôn á. Con Nhương ư ơ nờ ương hay ngờ ương gì đó không biết, nhưng mà nhờ ương Nhương. Đó, như các bạn đã thấy ha, ở đây hả, ngoài có thác nè, ngoài có một cái dòng nước rất là đẹp, thì đằng sau của Huy là một cái cây cổ thụ, mà không biết là cây gì nhưng mà rất là bự và nó tỏa bóng rất là mát luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi qua bên đó xem thử. Đi thôi, follow me, cẩn thận nha. Hey, ở đây chụp hình cũng rất là đẹp luôn. Bây giờ Huy sẽ tạo dáng ở đây vài tấm cho các bạn chụp hình. Đẹp không? Hồi nãy giờ là nói chung là đường nó cũng hơi gồ ghề chút xíu, đi nó cũng hơi mất sức, nhưng mà không sao. Sau khi đi xong rồi thì ở đây có những tảng đá rất là to, chúng ta có thể nằm ngửa ra và tận hưởng không khí rất là trong lành. Các bạn có thể ngửi được cái mùi, gọi là cái mùi sao ta, cái mùi thiên nhiên, cái mùi mà cỏ cây ở đây, rồi cái mùi nước, và thậm chí là mùi đất ở đây nó cũng có mùi nữa. Thích quá thích quá. Và ở đây hình như là lâu lâu là cũng sẽ có vài cái nhóm bạn tới đây sinh hoạt ở đây, đốt lửa trại rồi nấu ăn ăn uống ở đây. Là một cái điểm rất là thú vị để mà thích hợp tạo nên cái cuộc việc ta, cái cuộc gọi là cái gì. Cắm trại trời ơi từ đó không mà cũng quên được đó. Hồi nãy giờ là Phạm Huy đã dắt ra mọi người ha, đi xem thác nè, thấy được cầu vồng, thấy được bãi cỏ nè, thấy được dòng sông, rồi thấy được những cái người ta đi bắt mấy cái con nhương, rồi bắt ốc, bắt cá tùm lum hết trơn á. Và từ bên cái thác bước qua đây có chút xíu thôi thì chúng ta sẽ thấy đây một cánh rừng nguyên sinh đó, rất là hoang sơ. Nói chung là mọi thứ ở đây á là tự nhiên hết, không có nhúng tay của con người quá nhiều. Cho nên là nếu như ai có dịp lên trên Gia Lai thì hãy ghé thác Phú Cường để xem cái vẻ đẹp nơi đây nó hùng vĩ như thế nào, và cái quang cảnh nó quá là tuyệt vời. Và Phạm Huy tin rằng là rất nhiều bạn sẽ không nghĩ là trên Gia Lai mình có những địa điểm nó đẹp như vậy, đúng không? Bởi vậy ta nói đi du lịch nước ngoài chi cho xa, cho tốn tiền. Ở trong nước nè còn nhiều chỗ đẹp lắm. Bởi vậy muốn đi trong nước trước đi, rồi mai mốt là đi ra nước ngoài sau, hiểu không? Thôi, giỡn như vậy thôi, chứ thiệt ra là mỗi nơi nó có một vẻ đẹp khác nhau. Nhưng mà đặc biệt, chắc là mình là người con của đất Việt, cho nên là rất thích những vẻ đẹp của Việt Nam.